Kính chào quý khán thính giả của TV Tuần Sáng Online, tvtsonline.com.au đến với chương trình thời sự trong tuần. Ngày 28 tháng 6 năm 2018, chúng tôi là Nguyễn Hồng Anh và luật sư Nguyễn Tân Hải. Vâng, chào anh Hồng Anh, chào quý vị khán thính giả của TVTS Online. Kính thưa quý vị, chương trình thời sự gồm có 3 phần: Việt Nam, Thế giới và nước Úc. Và trước tiên chúng tôi nói đến thời sự của Việt Nam. Mà thưa quý vị, thời sự Việt Nam trong tuần qua cũng liên tiếp với những cái cuộc biểu tình, thì vào ngày 19 tháng 6 chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, ông vào thành phố Sài Gòn, bây giờ gọi là thành phố Hồ Chí Minh, để nói chuyện với cử tri của ông. Và ông có nói, báo Tuổi Trẻ có đăng là chủ tịch nước đồng tình với kiến nghị cử tri cần có luật biểu tình và hứa sẽ báo cáo với Quốc hội. Nhưng mà vài tiếng đồng hồ sau đó thì cái bản tin của báo Tuổi Trẻ mất đi. Anh Hải, xin anh trình bày về cái vấn đề này. Anh nghĩ sao về cái vấn đề này? Vâng, thưa quý khán thính giả, thì giáo sư tiến sĩ đại tướng công an Trần Đại Quang chẳng ai là xa lạ, đó là chủ tịch của nước. Vâng. Mà ông chủ tịch nước thì đứng trong bộ tứ thì đứng hàng thứ nhì. Dì, đúng rồi. Chỉ có sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thôi. Vâng. Nhưng mà chúng ta rất là ngạc nhiên vì lời tuyên bố của ông với lại cử tri đã bị cắt xén sau khi đã có đăng tải một ngày. Cắt luôn chứ phải cắt xén. Cắt bỏ luôn. Cắt bỏ và lục bỏ. Người ta tự hỏi rằng không biết là quyền lực nào mà lại cắt bỏ lời của một ông chủ tịch nhà nước, tức là ông đại khái là tổng thống đấy. Vâng. Tức là cái người cao cấp nhất về phần ngoại giao. Có nhiều người nói rằng là Bộ Chính trị đã yêu cầu với lại các báo chí cắt bỏ. Nhưng mà nguồn tin nói rằng chính là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã nghe lệnh của Bộ Chính trị của ông Trọng hoặc là của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để mà cắt bỏ. Đây là một cái điều rất là ngạc nhiên, bởi vì ông đã nêu ra một vấn đề rất là đúng, cần phải có luật biểu tình, chứ không thôi thì lại rắc rối rất là nhiều trong cái vấn đề biểu tình. Nhưng mà không ngờ nhân vật thứ nhì cũng vẫn bị kiểm duyệt, vẫn bị bịt miệng mặc dù chưa có luật an ninh mạng. Vâng, thưa quý vị, một cái người đứng ở vị trí thứ nhì và coi như nếu mà đi ra ngoài quốc thì ông coi như là cái người quốc trưởng đấy, đứng đầu, đứng đầu của nước, mà nói đề nghị gọi là chúng tôi sẽ báo cáo với Quốc hội để nói về cái luật biểu tình, thế mà bị cắt xén, bị lục bỏ. Thành thử ra không lấy làm lạ là những cái cuộc biểu tình trong thời gian từ ngày mùng 10 vừa qua cho đến bây giờ đã bị đàn áp dữ dội, và đến bây giờ đến độ mà tạm thời thì nó lắng yên, nhưng mà cái cơn sóng đó là vẫn còn. Tôi nghĩ rằng mà bây giờ trước khi nói qua về cái vấn đề mà trong tương lai biểu tình, thì chúng tôi xin nói đến cái vụ cái thanh niên người Việt gốc Việt, tức là anh Quang Nguyễn đó, anh đã bị bắt giam tại Sài Gòn. Mà trước khi anh nói về cái chuyện anh bị bắt giam ở Sài Gòn và tại sao anh đã đến Việt Nam để anh đi biểu tình, anh tham gia, thì xin quý vị nghe một cái lời nói, lời nhắn nhủ của người trong nước qua cái bản nhạc Ai Ra Xứ Người. Ai ra xứ người cho tôi nhắn lời sau, nhắn thật nhiều và muốn nhắn cho mau, muốn gửi chiều cây nến làm niềm tin, đốt đầy đường sẽ mai mất ai còn. Ai có ngậm ngùi thương tôi nơi xứ lạ, xin dù tình làm tan mọi băng giá. Đời thề nguyện năm xưa tôi còn giữ, đời dặn dò còn đó trong tâm tư. Ai ra xứ người cho tôi nhắn lời sau, nhắn thật nhiều và muốn nhắn cho mau. Thưa quý vị, Ai Ra Xứ Người, cái bản nhạc đó là tôi sáng tác vào năm 84, cách đây khoảng 34 năm. Thời đó vừa mới qua ở bên này thì chúng tôi mang cái tâm sự của những người ở trong nước. Chúng tôi nghĩ rằng có thể người Việt Nam ra ngoài bên này, thưa anh, ra ở bên này thì ăn có đời sống sung sướng quá rồi, có tự do quá rồi, họ quên đi cái nỗi khổ của người trong nước. Thành ra tôi viết cái bản nhạc nói, tôi nhắn Ai Ra Xứ Người xin nhớ đến chúng tôi. Và nói rằng bây giờ mình thấp nên lên để còn ai còn nhớ đến người Việt Nam không? Thì cái bài hát đó với cái hình ảnh quý vị đã thấy cái cảnh mà
người Việt ở trong nước, tức là ở Nghệ An. Nghệ An, đúng rồi, okay, nhà thơ Văn Lộc, thắp nến để biểu tình, để cầu nguyện cho đất nước. Ở Melbourne này có ở nhà thờ Thánh Huyết Sơn Liêm ở trên Flemington. Rồi tuần vừa qua thì ở nhà thờ Thánh Jose ở Collingwood thì có những cái cuộc thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam. Thì thưa quý vị, chúng tôi nói về cầu nguyện cho nước Việt Nam thì chúng tôi cũng nói đến cái người, cái bài hát mà nói rằng ai ra xin người để nhắn đoán. Thì tôi nghĩ không biết là cái bài hát này cũng có thể nói đến cái tâm trạng của những người Việt Nam, mà trong đó có anh Will Nguyễn. Anh đã từ Mỹ, anh trở về Việt Nam, anh tham gia cuộc biểu tình và anh đã bị bắt. Và thưa quý vị, thì người Việt ở ngoài đã vận động rất nhiều những vị dân cư ở Mỹ, rồi người gốc Việt, hoặc là ngay cả người Mỹ, các vị dân biểu cũng đã liên lạc với Bộ Ngoại giao, với Tổng thống, với là đại sứ Mỹ ở Việt Nam để tìm cách để yêu cầu Hà Nội trả tự do cho anh Will Nguyễn. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cũng có xin đọc cho quý vị một cái bản tin là vào ngày 21 tháng 6 thì cái phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đó là bà Heather Nauert, bà có nói với các phóng viên đang họp mà ở Washington, thì bà nói thế này: cái việc mà anh Will Nguyễn bị bắt á, là một lời nhắc nhở lớn, rất lớn đối với những công dân Mỹ hay bất kỳ ai có liên quan đi đến một đất nước khác mà ở đó có biểu tình hay là tuần hành đang diễn ra, thì các diễn tiến đó có thể biến chuyển rất là nhanh từ ôn hòa và có vẻ ôn hòa đến thành một cái khác. Thành thử ra bà nói thế này, vì vậy chúng tôi muốn chỉ muốn nhắn nhủ với quý vị những cái việc này, thì khi mình đến du hành ở nước khác á, thì là phải để ý, bởi vì những cái thứ bình thường ở Mỹ, thưa anh, như bà nói đó, ở bình thường ở Mỹ đôi khi nó ở nước khác nó không bình thường, như ở Việt Nam là không bình thường. Biểu tình, phát biểu ý kiến ở nơi công cộng là không bình thường. Xin anh nghĩ rằng anh nghĩ đứng tới cái phương diện mà gọi về pháp luật, anh Will Nguyễn đi biểu tình có được không? Tham gia biểu tình có được không? Và nếu anh tham gia biểu tình mà anh không có một cái hành động gì mà gọi là bạo động, anh tham gia với là đồng bào của anh mà không có bạo động, không có hành hung ai hết, thì người khác có quyền bắt anh không? Có quyền hành hung anh không? Vâng, thưa quý khán thính giả, thì bây giờ trước hết thì chúng ta phải phân tích cái nhân thân của Ngưu Nguyễn trước. Ngưu Nguyễn là sinh trưởng ở tại Houston, ở Texas, sinh đẻ bên đó. Nhưng mà đương nhiên là cha mẹ anh là người Việt Nam, đã qua đã năm 75 rồi. Và đồng thời như vậy là theo luật Việt Nam, thì họ coi như cha mẹ anh là chưa từ bỏ quốc tịch và luật Việt Nam. Và họ coi như là con của những người đó cũng là một phần nào trong cái núm ruột của Tổ quốc, như là nhà nước Việt Nam đã nhiều lần nói. Thành thử việc anh Ngưu Nguyễn mà đi tham gia cuộc biểu tình thì nó có hai trường hợp. Thứ nhất là anh đã tham gia cuộc biểu tình với lại tư cách của một người nước ngoài. Thứ hai là anh đã tham gia cuộc biểu tình với tư cách là một người có một cái nguồn gốc là người Việt Nam. Giống như Song Tiền ở một số người, Song Tiền đã đại khai vậy. Song Tiền, đúng như vậy. Thì chuyện anh Ngưu Nguyễn tham gia cuộc biểu tình ở Việt Nam nói theo luật Việt Nam trước, thì luật ở Việt Nam không có luật biểu tình, nhưng ở Việt Nam có hiến pháp, có điều 21, 25 cho phép người ta được quyền biểu tình. Thì việc tham gia biểu tình của anh Ngưu Nguyễn ở Việt Nam hoàn toàn hợp pháp theo văn bản pháp luật cao nhất của Việt Nam là hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, anh ấy tham gia cuộc biểu tình cùng với những người khác là một cái việc làm hợp pháp theo như là hiến pháp, bởi vì Việt Nam chưa có luật biểu tình. Như là anh nói đó, bây giờ họ muốn soạn luật biểu tình mà chưa ra được. Thế nhưng mà tham gia biểu tình thì trong cuộc biểu tình của anh Ngưu Nguyễn có bạo động hay không? Nếu anh Ngưu Nguyễn bạo động làm thiệt hại đến tài sản hoặc là nhân mạng người khác thì cái việc biểu tình của anh là một việc phạm pháp. Nhưng chúng ta thấy rõ trên video cũng như là lời báo cáo của người này người kia thì anh Ngưu Nguyễn biểu tình không có gây bạo động. Có một cái là anh ấy đứng lên xe của cơ giới, của cảnh sát cơ động. Thì việc đó có phải là bạo động hay không? Thì đó là câu hỏi rất là lớn. Tôi nghĩ có thể, nếu anh lên đó mà anh không có phá hoại thì anh ấy không phá, bởi vì cái xe không bị thiệt hại. Cho nên việc bắt ông Ngưu Nguyễn, anh Ngưu Nguyễn cũng như là việc truy tố anh Ngưu Nguyễn cũng giống như là bà Lê Thị Thu Hằng là đại diện của Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã nói ra là công an đã khởi tố anh về tội phá rối trật tự công cộng. Thì theo tôi nghĩ đó là một việc làm quá đáng.
Bởi vì nếu đem anh Ngô Nguyễn ra tòa thì phải đem 5.000, 10.000 người Việt Nam biểu tình ở tại trên con đường Hoàng Văn Thụ và ngày hôm đó ra tòa. Chứ không thể nào mà chỉ có đem một người ra tòa mà kết tội anh ta được. Đó là việc làm quá đáng của nhà nước Việt Nam. Còn chuyện nếu ông Ngô Nguyễn biểu tình ở bên Mỹ, ở bên Úc, ở bên Pháp thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà rất tiếc một điểm, anh đã biểu tình tại một cái nước mà những người biểu tình có thể lúc nào có thể bị công an bắt, giam giữ, đánh đập và tra tấn như Việt Nam. Tôi thì cũng luôn tiện đây nói về anh Nguyễn, anh Quy Nguyễn mà trong một cái bản tin nói là đưa lên hình ảnh anh là đứng lên đài truyền hình anh nhận tội, thì ngay cả cái cơ quan thông tấn xã AFP họ nói rằng cái chuyện với Việt Nam mà một người mà phải đi lên ở trên đài mà nhận tội cái chuyện đó nó hơi bình thường, có vẻ bình thường, bởi vì đôi khi có thể bị họ muốn được hưởng cái được đi ra sớm khỏi bị cái án tù lâu, hoặc là đôi khi họ biết ép cung không chừng. Nhưng mà cái đó thì mình cũng phải là gọi là đợi Hà Hồi phân giải để mình biết rằng là anh có thật sự là anh nói theo ý của anh không, hay là anh bị ép cung. Nhưng mà thực sự nếu mà anh xem cái video anh Vương Nguyễn nói trên đài truyền hình đó thì thấy rõ ràng một điểm, anh không phải anh nói nhiều lắm nhưng mà họ chỉ lấy một khúc thôi, lấy một đoạn thôi. Nhưng mà chắc là cũng phải trên đài truyền hình đâu, chắc là ở đâu cái chỗ hỏi cung nào đó. Thế xong rồi họ lấy cái video họ quay nhưng mà họ đã chỉ lấy một phần trong cái lời phát biểu họ để họ làm chứ có lời cho họ. Thế còn mà thực sự bởi vậy càng thấy mình mới càng nghĩ rằng cái bây giờ nhà nước Việt Nam bây giờ khôn rồi. Kỳ trước có đem ông Võ Đại Tôn để mà ra trình diện báo chí. Thì bây giờ Võ Đại Tôn đã can đảm đứng lên mà phản đối. Thì bây giờ họ thâu băng trước. Bỏ trong tù, nhận lỗi. Thì mà đem cái băng nó ra thôi. Thì cũng khôn. Giống như là ông trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh vậy. Đâu có lên đài. Lên đài là anh Phạm cũng nói ngược lại liền là chết. Thế đó họ cũng là kinh nghiệm cái vụ của ông Võ Đại Tôn mà. Còn luôn tiếng này tôi hỏi anh, ở bên Việt Nam là đi biểu tình không được không? Ở bên Úc này mới đi biểu tình được không? Anh có bao giờ anh tổ chức biểu tình không anh? Thưa anh, thưa quý khán thính giả, thì cái ngày mà tôi còn làm chủ tịch cộng đồng Việt Nam ở tại Victoria, tại Melbourne đấy đó. Có xin phép không? Thì chúng tôi đã tổ chức cuộc biểu tình. Và cái điểm đầu tiên tổ chức biểu tình là phải thông báo, không xin phép. Thông báo cho bên công an, tức là bên cảnh sát biết là chúng tôi dự định sẽ tổ chức cuộc biểu tình tại địa điểm đó. Với mục đích đó. Tổng số người tham dự là bao nhiêu đó, thời gian từ bao lâu đến bao lâu đó, đó là điểm thứ nhất. Mà có cần họ phải cho phép không? Viết cái giấy rằng tôi cho phép ông đi biểu tình không? Không, chúng tôi không cần phải giấy phép của bên công an cho phép. Tại vì luật ở đây ai muốn diễn, muốn tỏ bày cái ý kiến của mình đều được quyền hết. Với điều kiện, thứ nhất, không làm thiệt hại đến nhân mạng người khác. Thứ hai, không làm thiệt hại đến tài sản người khác. Thứ hai là phải báo cho hội đồng thị chính địa phương biết là dành chỗ tốt cho chúng tôi đứng biểu tình nhé. Còn biểu tình nội dung ra sao tùy ý, miễn là đừng phạm pháp thì thôi. Như vậy thì ở đây không có luật biểu tình. Ở tại Úc cũng không có luật biểu tình, nhưng mà chỉ có luật hội họp và tụ tập thôi, chứ không có luật biểu tình. Vậy cái biểu tình là nó không cần phải có, thưa quý vị, chắc là không cần có phải có luật. Ở những nước mà dân chủ như là nước Mỹ, nước Anh hoặc là nước Úc của chúng ta đó, thì cái biểu tình là họ căn cứ vào trong cái gọi là common law, là luật phổ thông mà. Luật pháp đúng không? Cái đó là đương nhiên, con người là có cái quyền phát biểu, cái đó là nhìn nhận chứ không cần gì phải luật pháp, phải nhìn nhận là ông có quyền phát biểu. Và đối với các nước là gọi là ở châu Âu, không phải là common law mà là theo chế độ luật dân sự đó, thì họ có điều rõ ràng, nói rõ ràng trong hiến pháp là người dân có quyền phát biểu ý kiến biểu tình. Và cái quyền được nói lên ý nghĩa của cái mình nghĩ trong đầu á, đây là quyền cơ bản nhất của mỗi một con người. Chứ nếu mà bây giờ nghĩ không dám nói thì thôi, thật cái gì nữa. Thưa quý vị, cũng nói về biểu tình thì trên báo chí, ở trong các trên các báo chí đó, Việt ngữ hải ngoại, từ báo giấy cho đến báo mạng, thì cộng đồng người Việt tự do Úc Châu đó, liên bang họ có ra một cái thông cáo, họ yêu cầu tất cả mọi người vào ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 7 là cùng tổng biểu tình, tức là họ đã liên lạc với các cộng đồng người Việt ở bên Mỹ, bên Âu Châu, bên Canada, và họ dự trù là cùng ngày đó thì tất cả mọi nơi trên thế giới, người Việt, con người Việt thì đến các tòa đại sứ, các tòa tổng lãnh sự để biểu tình phản đối cái dự luật đặc khu, và quan trọng hơn nữa là cái luật an ninh mạng. Và họ tại Úc này thì tôi biết rằng là họ có thông cáo, thì họ yêu cầu là thưa quý vị đến khoảng 11 giờ thì biểu tình ở trước tòa đại sứ của Việt Nam,
Và sau đó khoảng đâu khoảng là 1 giờ sau, 2 giờ gì đó thì kéo qua biểu tình ở bên tòa đại sứ của Trung Cộng. Còn ở các nơi khác thì họ đề nghị là mình đi đến các tòa tổng lãnh sự, anh biết không? Như là Melbourne hay là ở Sydney có tòa tổng lãnh sự của Trung Cộng hay là của Việt Nam, tôi không biết có không. Thì thưa quý vị, nói đến cái tổng biểu tình và nói đến cuộc biểu tình ở trong nước Anh, thì tuần trước mình có nói về cái vấn đề mà khi họ cấm người dân như vậy á, thì không biết rằng là ngày 17 vừa qua không có biểu tình, ngày 24 vừa qua hình như cũng không có biểu tình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là người dân họ cũng đang có một cái gọi là một cái sự chuẩn bị. Một chuẩn bị nào đó. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng á, thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn nói rằng tôi, cá nhân tôi không muốn nói là lật đổ chế độ Cộng sản. Nhưng mà chúng tôi muốn chế độ Cộng sản phải chấp nhận xóa bỏ hiến pháp điều 4 để cho mọi người được có tự do lập hội. Và Đảng Cộng sản phải là đảng duy nhất để cai trị đất nước. Cái đó là chúng tôi muốn. Và nếu người Việt Nam mà muốn có được tự do thì đòi hỏi Cộng sản phải cho tổ chức bầu cử tự do và có tự do ngôn luận. Tức là quyền tự do ứng cử và bầu cử. Bầu cử nữa thì mới được. Chứ còn thế bây giờ mà đảng cử dân bầu không thì chết rồi, thì chúng ta lại chỉ có các ông bà dân biểu. Chúng tôi cũng nói là luôn tiện là nói rằng là họ có nói rằng là Đảng Cộng sản bây giờ cầm quyền như vậy thì không ai làm gì được. Tôi nghĩ họ cũng có thể được. Tại vì các nước Cộng sản Đông Âu anh thấy sắp hết, chỉ còn là sắp hết, ngay cả Nga cũng sập nữa. Nhưng mà cái vấn đề là mình biểu tình như thế nào? Không, anh xin cho phép một phút. Anh nói là Đảng Cộng sản nói rằng chúng tôi cầm quyền rồi không thể sập được. Như vậy là người Đảng Cộng sản lại đi lại nói sai với chính điều mình nói với người khác. Bởi anh nhớ hồi xưa có bài hát không? Sao? Ai chiến thắng không hề chiến bại. Của ai mà nên khôn không dại đôi ba lần. Cộng sản vậy chiến thắng là phải có chiến bại. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ là đang lúc chiến bại của Đảng Cộng sản Việt Nam đây. Thưa quý vị, tại vì những cái cuộc biểu tình như vừa rồi nó chỉ có được khoảng chục ngàn, hai chục ngàn, chưa có nhiều. Nếu mà quý vị có những cái cuộc biểu tình giống như là tôi nhớ lại ở Á Châu mình, trường hợp của bà Cory Aquino sau khi chồng bà chết, và bà kêu gọi biểu tình, và tôi nhớ đó là năm 1986 thì có đến 2 triệu người. Anh tưởng tượng 2 triệu người đi biểu tình, mà cái công đó là phải nhờ ai, thưa quý vị? Tại vì thời đó là ông tổng thống độc tài Ferdinand Marcos, ông cấm tất cả báo chí thông tin về những cái gần như là ông không có cho họ phát thanh này nọ, những cái mà chống chính quyền. Thì cái đài phát thanh Caritas Vatican của Vatican á, của Công giáo đó, họ phát thanh, và nhờ họ phát thanh thì họ mới kêu gọi dân chúng đi biểu tình. Vào đúng cái ngày đó thì có 2 triệu người đi. Thưa quý vị, 2 triệu người đi thì cuối cùng ông Ferdinand Marcos phải xin từ chức, và đó là một thành công, đó là một cuộc biểu tình không có bạo động. Rồi sau đó vào thì cái cuộc biểu tình đó đã làm cho cái ông tổng giám mục Tutu, mà người được giải Nobel hòa bình, ông có nói rằng là cái gương của bà Cory Aquino với lại dân Philippines đã làm cho chúng ta phấn khởi, và chính cái người Nam Phi đã đi biểu tình và cũng trong ông hòa và đã thay đổi được cái chế độ cái phân biệt chủng tộc thời kỳ của ông Mandela, đó là năm, thưa quý vị, năm 93. Và đến năm 98 thì cũng có biểu tình nữa để chống chế độ độc tài của Suharto ông nắm cầm quyền 31 năm Indonesia. Mà ông là coi như là quân phiệt độc tài và rất mạnh như thế, cuối cùng cũng phải từ chức, ông phải từ chức. Nhưng mà thưa quý vị, cái so sánh ở giữa cái Philippines với Philippines, cái đó họ gọi là people power, anh nhớ, tức là tức là quyền lực của sức mạnh của quê hương, sức mạnh của nhân dân. 2 triệu người đến là phải được độ. Rồi bên bên Indonesia Nam Dương thì có bạo động, thời kỳ đó có bạo động, nhưng mà cuối cùng cũng chế độ đó độc tài quân phiệt cũng phải từ chức. Thành thử ra nếu người dân Việt Nam có sự chuẩn bị, có một sự gọi là phối hợp nhịp nhàng, mà tôi nghĩ rằng nếu mà có 100.000 người, 200.000 người, tôi nghĩ không có đợi 3 triệu người đâu, 2 triệu người như là Philippines đâu, thì cũng có thể thay đổi cái thể chế chính trị hay thay đổi một cái gì đó làm cho đất nước đẹp hơn. Chúng tôi không nói rằng là chủ trương là lật đổ một cái chế độ, nhưng mà cái chế độ nó không phù hợp với người dân thì cái chế độ phải thay đổi. Tôi nghĩ là chế độ Cộng sản Việt Nam này đã đi vào trong mùa thu rồi. Tức là bây giờ chờ đến mùa đông thôi. Là vì lý do một điểm là 43 năm nay, anh thấy chưa, thì cũng không có xây dựng đất nước được mà to, giàu, đẹp, mà dân chúng, nhân dân thì cũng chả có được hưởng cái sự tự do thực sự của dân chủ. Mà tất cả nó chỉ là bánh vẽ thôi.
tiền thì các ngài bỏ vào túi, mua nhà, mua cửa, mua vàng, mua đô la cho con sang đi du học nước ngoài, và đồng thời ra là tiền bạc tỷ, và dân chúng vẫn nghèo khó. Thành thử tôi nghĩ đã đến cái lúc mà cái Đảng Cộng sản nó phải tự, tôi nghĩ tự giải thể đi, nhường về cho dân chúng đi. Tôi nghĩ nhưng mà phải có cái tác động nào đó, tác động nhân dân đi biểu tình, và tác động một cái nữa là quân đội. Tôi nghĩ công an luôn luôn bên vực chính phủ, thường thường ở chế độ nào vậy, nhưng mà anh thấy trong những cái nước Philippines vậy, quân đội đứng về phía nhân dân là thắng, tại vì quân đội mới có sức mạnh để mà thay đổi chế độ. Còn công an bảo vệ, bởi công an là kiếm tiền nhiều, làm giàu, thì công an luôn luôn bảo vệ chế độ. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng nếu quân đội Việt Nam, và chúng tôi nghĩ rằng quân đội Việt Nam có những người vì yêu nước, có những có người yêu nước, bởi vì cái quân đội là họ đi bảo vệ đất nước, đúng. Họ bị bảo vệ biên cương, còn công an là bảo vệ đảng, phải không ạ? Hai cái, thưa quý vị, công an với là quân đội khác nhau. Thành thử trong cái cuộc chiến đấu để mà giành lại cái tự do, dân chủ, chúng tôi nghĩ nếu nhân dân kêu gọi được quân đội, mà quân đội đứng về phía nhân dân thì là chế độ đó phải xin gọi là giải thể, phải nhường lại cái quyền đó cho nhân dân, cho people power. Đấy thì cái chuyện này tôi nghĩ là không sớm thì muộn thì nó cũng sẽ xảy ra ở Việt Nam thôi. Chúng tôi cũng mong vậy. Ở bên trong nước thì người dân vẫn tiếp tục âm thầm hay là ra mặt để mà đòi cái quyền mà gọi là tự do dân chủ, cũng như là bảo vệ đất nước mình khỏi rơi vào tay cái kiểm tỏa của cái Trung Quốc. Nếu còn một chuyện nữa, anh nói cái chuyện liên quan đến biểu tình một tí nữa, thì là anh xem rất nhiều thì chúng ta đều biết rằng có những người biểu tình đều bị những người thường phục họ bắt bớ, họ đánh đập, họ bắt lên xe. Trường hợp đó sao anh nghĩ là nếu một cái người mà họ mặc thường phục mà họ tấn công anh có quyền trong một cuộc biểu tình như vậy, anh không có bạo động mà người mặc thường phục tới tấn công anh. Bây giờ là rõ ràng cái điểm thế này. Anh có được có quyền chống lại không? Rõ ràng thế này. Thế mà đến nói nhân viên công lực là phải mặc sắc phục, tức là mặc quần áo. Công an thì mặc áo vàng, cảnh sát cơ động thì mặc áo xanh. Là nó phải có rồi. Nhưng mà những tên bịt mặt, mặc đồ thường, đeo khẩu trang và bắt và đấm đá người ta. Nếu tôi là người tham gia biểu tình ở Việt Nam thì tôi sẽ xử lý những tên nó ngay, bằng tự vệ, bằng cách gì mà nó dùng với tôi. Bởi vì tại sao? Tôi biết, đâu biết nó là ai. Nó là du đảng, nó là du thủ, du thực, nó là đầu gấu. Thì tại sao nó có quyền đánh tôi? Tại sao nó bắt tôi? Nếu công an bắt tôi mặc sắc phục thì còn có thể được. Tôi chấp nhận, nếu tôi không bạo động, ông bảo tôi bạo động, bắt được. Nhưng mà những tên du thủ, du thực, bịt mặt và không cho thấy mặt đó, hèn nhát đó, thì tất nhiên là tôi nghĩ những người biểu tình phải xử lý tôi đó. Cái chuyện đó là chuyện cái quyền quân người đương nhiên rồi. Những nước văn minh như là mấy nước Úc có những cái người mà bịt mặt mà mặc thường phục. Làm gì có cái chuyện đó. Nếu mặc, nếu ở bên Úc biểu tình mà có người mặc thường phục mà bịt mặt ra vào á, 30 giây là người đã sẽ đi ra ngay. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta xin mời quý vị đến theo dõi chương trình Thời sự quốc tế. Vâng, thưa quý khán thính giả, thưa anh Hồng Anh, thì theo Thời sự quốc tế thì chúng ta nói đến Mỹ. Thì tuần vừa qua thì ông Tổng thống Donald Trump đã phải nhường bước trước cái là People's Power, sức mạnh của dân chúng. Của nhân dân. Bởi vì khi mà ông ra cái luật mà là cấm người di dân lậu bất hợp pháp vào đất Mỹ, thì ông đã ngăn cách ra, không cho trẻ con vậy ở gần với lại bố mẹ nó. Thì cái chuyện mà cha phân cách con trẻ ra với lại bố mẹ hoặc là họ hàng của nó đó, thì đã gặp một cái phản ứng rất là lớn, ngay cả những người trong Đảng Cộng Hòa của ông nữa, và ngay cả bà vợ của ông Melania Trump nó cũng phản đối nữa, nó không chịu. Thì đến cuối cùng ra thì ông ấy bắt buộc ông phải ký một cái sắc lệnh là bây giờ cho đoàn tụ trở lại ở tại biên giới. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai mà cũng là liên quan đến đất Mỹ nữa, thì trước kia như anh biết đó, là giữa Mỹ và Trung Cộng nó đã hù dọa nhau rất nhiều trong cái chuyện mà là chiến tranh về thương mại. Bởi vì theo như cái sự buôn bán giữa Mỹ và Trung Cộng mỗi một năm thì cán cân chi phối đã nghiêng về phía Trung Cộng là 350 tỷ đô la mỗi năm. Tức là mỗi một năm Trung Cộng lấy được từ Mỹ 350 tỷ đô la. Thì bây giờ để mà cái con số đó nó giảm xuống thì Mỹ bắt buộc phải tăng cái thuế suất liên quan đến một số các cái sản phẩm đến từ Trung Cộng. Trong đó có nhôm, có sắt thép, có những vụ khác. Thì hai bên đã nói chuyện với nhau và bảo thôi, chúng ta thôi không chiến tranh kinh tế nữa. Nhưng mà ông Trump thì ông bắt đầu là ông lại dở ra ngay là cái chiêu thức là vô chiêu của ông.
ông nói hôm trước hôm sau ông ấy quên tiệt đi. Không biết ông 73 tuổi, 72 tuổi nhưng mà ông quên nhanh lắm. Ông lại tiếp tục sắp sửa áp dụng thuế suất, đánh thuế suất đối với Trung Cộng là mấy chục tỷ đô la đó. Và cái cuộc chiến tranh về thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng lại bắt đầu xảy ra, và chúng ta sẽ chờ ngày mồng 6 Tây tháng 7 này xem thuế suất của ông ấy áp dụng với Trung Cộng thế nào. Thưa quý vị, nói về thuế thì chúng tôi cũng xin nói về thuế ở nước Úc. Thưa quý vị, báo chúng tôi đăng cái trang đầu của ngày hôm nay hình ảnh của ông Thumber, thủ tướng nước Úc, Úc tươi cười tươi rói bởi vì cái dự luật của ông cho giảm thuế 144 tỷ đã được thông qua nhờ cái sự giúp đỡ của bà Pauline Hanson. Cái này là được quá. Vâng, thực ra anh có trong báo thì cũng có đăng ký rồi, nếu quý vị đọc báo thì phía sau chúng tôi tuần này chúng tôi có được có mấy bài nói về cái thuế này, nó chi tiết lắm, nhưng mà anh có thể giải thích một vài cái trên bài, một vài cái điểm mà giảm thuế lợi tức cá nhân 144 tỷ này không? Vâng, thưa quý khán thính giả, thì cái lợi tức thuế thu nhập, hay là bên trong này mình gọi là thuế lợi tức, là thuế thu nhập cá nhân đó, lợi tức thì là đã được là giảm, và người ta nói rằng là người ta phân ra làm tất cả là có bốn cái bậc thuế, thứ nhất là tới 37.000 đô la, tức là cái income, tức là cái lợi tức 37.000 đô la. Thứ hai là từ 37.000 đô la cho tới 47.000 đô la 999 đồng, tức là 48. Và thứ ba là từ 48.000 tới 90.000, và thứ tư là từ 90.000 đến 125.000 lên tới 33. Thì cái thuế suất của ông đã thay đổi bằng cách là mới nhận gần đây, tức là ông đã nâng cái thuế suất mà được hạ giả được hưởng thuế suất nhẹ lên tới 90.000 đồng. Trước kia thì anh chỉ cái lợi tức của anh là chỉ có 87.000 thôi mới được hưởng cái thuế suất này, mức thuế này. Nhưng bây giờ ông đã tăng lên và ông cho trước là 87.000 và bây giờ thì ông cho lên là 90.000 để được hưởng cái thuế suất là 32.5%. Đấy, đây là thuế suất mới. Và đến kết luận ra cuối cùng đó thì ở tại Úc có 4.400.000 người là sẽ nhận được một cái sự là mỗi một năm là 530 đô la giảm thuế tiết kiệm được. Thế còn 1.500.000 người thì sẽ nhận được tiết kiệm từ 530 đô la cho đến 1 đô la. Và 2.400.000 người sẽ nhận được cái tiết kiệm là 200 đô la. Và 1.800.000 người sẽ nhận tiết kiệm từ 200 cho đến 530 đô la. Nhưng nói tóm lại, thưa Hồng Anh, thưa quý vị khán thính giả, ông có mục đích là giảm thuế cho những người có cái lợi tức trung bình và lợi tức thấp. Đó là nói chung thì vậy. Và cái thuế suất này ông ấy giảm thì chia làm 3 đợt. Mà... đến trong vòng 7 năm chia làm 3 đợt. Và trong 7 năm thì chính phủ đã phải như vậy là thất thu 144 tỷ đô la. Vâng. Và cái việc này ông ấy làm là có ý nghĩa bởi vì sắp sửa bầu cử liên bang hình như năm tới không anh? Năm tới thì và người ta nói nếu mà tuần này này, nếu mà trong tuần này mà cái dự luật về công ty giảm thuế công ty nếu được thông qua, mà chắc có lẽ cũng thông qua được đoạn. Nếu được thông qua thì coi như là chúng tôi cũng có viết ở trong cái hình ảnh mà ông tươi cười nói là nếu mà thủ tướng sẽ chỉ hạnh phúc hoàn toàn nếu công ty được thông qua, nếu thuế công ty được thông qua trong tuần này. Có nghĩa là sao? Nếu mà tuần này mà luật giảm thuế công ty mà được thông qua thì người ta nói rằng ông sẽ chạy lên trên gì đó gặp ông toàn quyền để xin rằng là cho được bầu cho cử bầu, lại bầu cử vào tháng 9 này. Tại vì vào tháng 9 này họ có quyền tổ chức bầu cử. Tức là thời gian mà gọi là ngắn sớm nhất, ngắn nhất, nhất là tháng 9 này. Thì thưa quý vị, thuế công ty như thế nào? Chúng tôi xin trình bày một cái này anh là thế này. Thưa quý vị, là hiện giờ đó là trong năm vừa qua chính phủ của Liên đảng đã vận động được và đã thông qua được cái luật giảm thuế cho những cái doanh nghiệp từ 2 triệu đến 10 triệu. Tức là thay vì đóng thuế 30% thì đóng thuế chỉ có 27.5%. Thì đã luật đó đã áp dụng năm rồi. Và cũng trong thời gian qua, chính phủ Liên đảng đã vận động được với các đảng nhỏ, với các độc lập để thông qua, để chấp nhận thông qua cái dự luật là sẽ áp dụng năm tới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 này, là những cái doanh nghiệp có từ lợi tức từ 20 triệu cho đến 50 triệu sẽ được giảm xuống 27.5%. Vâng. Và những người này đó, tất cả những người này cho đến năm 7 năm sau, 2026 cho đến 27 thì tất cả từ 27 xuống còn 25
và đồng thời chính phủ muốn các đại công ty có lợi tức từ trên 50 triệu đô la trở lên thì họ sẽ cho đến năm 2026-27 thì từ thuế 30% xuống 25%, có nghĩa là đến năm 2027 tất cả mọi công ty lớn nhỏ không biết đều được hưởng thuế 25%. 25% là nhỏ là thấp lắm rồi. Mà ông thủ lãnh đối lập là Bill trước nay là ông không có chịu, Bill Shorten không có chịu. Và thưa quý vị, ngày hôm qua ông có rất làm cho ngay cả đảng viên của ông bất ngờ khi ông nói rằng là đương nhiên 50 triệu trở lên là tôi không chấp nhận rồi, người giàu là không có giảm thuế. Là mình giảm thuế như vậy chính phủ sẽ thất thu 65 tỷ đô la, nếu mà được qua thông qua phải thất thu 65 tỷ. Thì ông nói rằng là còn cái ngay cả nếu mà tôi lên cầm quyền đó trong tới đó, tôi cũng nghĩ đến cái chuyện là có thể tôi bỏ luôn cả cái luật đã có hiệu lực rồi trong năm qua, bỏ luôn là những người mà từ những công ty từ 2 là có lợi tức từ 2 triệu đến 10 triệu cũng không được giảm thuế nữa. Thành ra cái ông bị tất cả những cái hội đồng mà gọi là doanh thương gia, những cái tổ chức thương mà thương mại đại khái họ nói ông là một cái người họ gọi là gì, họ chỉ trích ông, cáo buộc ông là một cái người mà gọi là anti business, tức là chống kinh doanh, mà nói là chống kinh doanh thì làm sao. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà ông làm mà giới thương mại với kinh doanh mà không thích ông, không thuận với cái chính sách của ông thì tôi nghĩ ông không ngồi lâu được. Không, ông rất có thể, nếu ông Bill Shorten mà thưa quý vị, ông vẫn còn chủ trương mà chống thuế như vậy thì tôi sợ rằng là ông sẽ mất chức lãnh tụ. Và ông Albanese, tức là ông đối thủ của ông đó, đối thủ mà luôn là có thể rình rập mà lấy cái chiếc thủ lãnh của ông thì có thể thay ông nếu ông vẫn chủ trương là chống thuế. Và chúng ta còn lại một phút hai phút nữa, như anh nói về cái đôi chút về cái dự luật mà tin dự luật về tình báo cũng như là can thiệp của ngoại quốc mà có thể thông qua tuần này. Vâng, thưa quý khán giả, thì như trước kia chúng tôi có loan tin thì nói là cái dự luật về chống gián điệp và ảnh hưởng đến nước Úc này đã có thể thông qua vào tuần này, nhưng mà bây giờ tin mới nhất cho biết là ngày 28 tây là một vài ngày nữa đây thì lại quốc hội lại tiếp tục thảo luận những cái đề nghị sửa đổi. Nhưng mà nói chung đề nghị gì thì đề nghị mà hai đảng đã cùng đồng ý là sẽ thông qua, cho nên trong tuần này tôi nghĩ là chưa thông qua được đâu, nhưng mà phải đợi đến cái họp kỳ sau, tức là sau khi nghị winter break, tức là sau khi nghị mùa đông ha, sau khi nghị mùa đông thì mới thông qua bộ luật này. Thì cũng như quý vị và anh Hồng Anh đã biết thì bộ luật này có mục đích là nhắm chính vào những nước mà đang có cái sự xâm nhập vào trong cái đời sống kinh tế chính trị, cũng giống như là thu lượm các cái thông tin với tính cách là để phục vụ cho mục đích gián điệp tại Úc đây. Thì mục tiêu của quốc gia nào thì anh biết rồi. Vâng. Thì là những nước cộng, tôi nghĩ là những nước cộng sản. Và những nước cộng sản, như là Nga. Nga một là một, Trung Cộng là hai, và Việt Nam. Và Việt Nam là ba. Việt Nam cũng có thể. Vâng. Vâng. Thì đó là cái mà trong tương lai khi nào mà bộ luật mà được thông qua một rồi, cách chúng ta sẽ bàn sâu chút. Vâng. Kính thưa quý khán thính giả của TV Tổng Sáng là chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong hôm nay. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Hẹn gặp lại nhé. Vâng. Thưa quý vị, nếu quý vị thích chương trình thời sự trong tuần, xin hãy ghi danh, hãy subscribe ngay từ bây giờ.